cho tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình với đại ba mình sẽ thử thách xem cái súng này nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai khẩu súng, và đây là khẩu súng gọi là khẩu súng Long Em, còn bên đây là khẩu súng Hammer Shot. Thì trên cái súng nó có cái tên nha, đây Hammer Shot. Ok, còn bên đây là khẩu súng Long Em. Ok, thì chúng ta sẽ coi sơ qua hai khẩu súng này, đặc điểm của hai khẩu súng này như thế nào. Thì đối với cái khẩu này thì nó có cái chiều dài nó tầm khoảng 40 phân, và nó có cái tay cầm ở đây. Đặc biệt cái dòng này nó không có bán súng, cái phần phía trên này nè, nó có cái phần đây để mình gắn cái ống ngắm luôn. Nếu mà chúng ta có cái ống ngắm rời, chúng ta gắn ống ngắm nha. Thì nào xuống lấy cái ống ngắm nhìn cho bạn đi, cái trong cái hộp á. Cái này mình bỏ được là 2 4 5 viên đạn. Ok, nó có phần đây. Thì cái phần súng bên đây nó có một cái nút nè. Còn bên đây thì nó không có nút. Mình sẽ bấm vô cái nút đây. Bấm vô cái này, đồng thời mình sẽ đẩy cái đây xuống. Và nó rớt ra, chúng ta sẽ bỏ viên đạn vào trong đây nha. Bình thường mình sẽ dùng một tay bên đây chúng ta bấm vô, và tay bên đây chúng ta đẩy vô. Tay bên này chúng ta bấm vô cái nút này. Đó, tay còn lại chúng ta bóp vô này cho nó trợ. Nó trợ cái phần đạn ra, chúng ta sẽ bỏ đạn vào trong đây nha. Đối với cái súng này chúng ta sẽ bắn đạn nhỏ. Đạn nó có hai loại, đạn nhỏ và đạn lớn. Thì đây là viên đạn nhỏ. Rồi, mình đưa viên đạn cho qua. Rồi chúng ta sẽ bỏ đạn vào trong đây. Đây là đạn tiêu chuẩn, đây là đạn Mỹ nha. Nó có hai loại là đạn Hãn với lại đạn Trung Quốc. Thì các bạn bắn đạn nào cũng được, đạn Trung Quốc thì nó kém hơn, chất lượng nó dở hơn đạn Mỹ. Đạn này đạn Mỹ. Rồi chúng ta bỏ vào 5 viên trong cái khẩu súng. Sau khi bỏ vô đây xong thì chúng ta sử dụng cái tay là nắm lại. Khi bỏ vô đây nó không có xoay được nha. Phía để chúng ta lên để lên cò, thì trên đây nó có cái phần lên cò. Chúng ta sẽ dùng tay chúng ta nắm cái này. Đó, chúng ta không cầm ngược vậy nha. Chúng ta không có cầm ngược vậy, nó rất là lâu, bây giờ nó bắn đùng chúng ta. Sao nó bắn rất là lâu. Nhanh nhất thì chúng ta giữ cái tay ngược nha. Chúng ta đẩy ra xe. Đó. Rồi chúng ta bắn viên đạn nó sẽ bay ra. Và ok, các bạn sẽ coi cái viên đạn nha. Bây giờ bắn còn dở mình kêu dính rồi. Nó bị kẹt cái gì à? Cái viên đạn nó bị dính nè. Yeah. Các bạn bỏ nó không chính xác thì nó bị kẹt viên đạn, nó không có chạy. Rồi chúng ta bấm vô. Rồi chúng ta lên cò. Tiếp tục cầm đây, lây nạn rồi. Lây nạn đi. Rồi bé thì giờ đang là 7 tuổi. Con gái nên lên nạn hơi khó khăn đúng không? Rồi để thôi nè. Rồi bắn đít mẹ đi. Kẹt đạn rồi. Chưa, nó chưa. Bắn lưng mà. Chung. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần gắm cái ống ngắm vô. Đây. Đây nó có cái ống ngắm. Đó, đây là cái ống ngắm nha. Đây chúng ta thấy bên trong. Nó có một cái miếng trong suốt. Và bên đây nó có một cái tiêu điểm để chúng ta ngắm cho nó đúng. Thì cái phần tiêu điểm này các bạn sẽ để ở bên ngoài, còn phần đây là phần nhìn vô trong mắt. Cho nên nó có cái đường kẻ này, các bạn sẽ để bên ngoài, và khi chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ thấy cái tia nó nằm bên ngoài.
là đã trúng. Còn nếu chúng ta để ngược lại, chúng ta nhìn như thế này thì nó không ra, nó không đúng điểm nha. Rồi, cách gắn thì cũng rất là đơn giản nha. Chúng ta cầm cái ống ngắm bên ngoài, chúng ta đẩy từ sau. Ở trên này nó có cái cách chúng ta bạch ra được đó. Không, nhưng mà mình không có bạch ra. Mình chỉ cầm cái này đẩy vô. Đó. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào. Nó có cái gừa. Lên đạn. Đúng rồi, bắn lon sữa của em dì hấu kìa. Bích. Còn nè. Nó xà quá. Còn một viên nữa. Không, còn hai viên rồi. Còn hai viên. Nào con bắn đi. Nó xà quá. Và cái bắn gì cho con? À, bắn súng hay chưa? Kéo giùm nữa. Bắn này nghe cái giá tường này, bắn cái tấm hình mẹ kìa. Bắn tấm hình mẹ đi. Rút. Mẹ đi. À, bắn cái này đi. Sao con nhìn gì mà à, con nhìn mà con để vô con nhìn như một quên nhỉ. Con phải để cái đây này. Con phải tựa trong cái con mắt của con mà. Rồi ngắm đi, ngắm cái súng thẳng nhìn vô bên trong một cái súng nhìn đi đâu mà. Bắn ai vậy? Bắn bà. Trời ơi, dám bắn tấm hình bà luôn. Bà ở trường rồi. Rồi con cầm con súng này đây cho mấy bạn thấy con súng nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua tới khẩu súng Hammershot. Rồi, đối với cái phần cái cây khẩu súng Hammershot này thì nó có một cái phần tay cầm, nó giống như một cái cây súng ngắn vậy đó. Rồi ở đây nó có cái cò, nó sẽ đi kèm theo cái viên đạn này. Và cái cách lên đạn là chúng ta cầm ở này kéo xuống, lúc ta kéo xuống thì cái này nó sẽ giữ lại, chúng ta sẽ bắn đó, bắn cái này nó sẽ trả về lên. Okay, chúng ta bắn đó, rồi thấy không? Rồi, đối với cái phần này thì nó cũng có cái phần gắn cái ống ngắm vô luôn nha. Chúng ta sẽ, khi chúng ta gắn vô thì cái cục này nó sẽ nằm phía trước, còn này nó nằm phía sau. Gắn từ sau gắn tới rồi. Gắn từ sau. Xỏ vô chẳng được cái đó nó chạy cho nó đụng vô cái này. Mạnh đó. Đừng có gãy nó. Rồi. Xong rồi. Các bạn thấy cái khẩu súng này rất là hoành tráng. Cái khẩu Hammershot này rất là hoành tráng. Này là Hammershot. Ok. Nó có ống ngắm, chúng ta đút vô cho bạn ngắm luôn. Rồi. Rồi để ba giải thích cách bỏ đạn của cái súng này. Thì chúng ta sẽ bỏ trực tiếp ở trên cái đầu nha. Bỏ đạn vào trong cái đầu đây. Nó có cái ống này nó tự xoay được. Cái khẩu súng này mình không có mở ra được, nó đúc hết. Mình mới làm vào mua thêm mớ đạn. Bữa nào mình cho bắn súng không á? Gia đình mình cho bắn súng không? Thuê cái sân banh cho. Thì trong banh ở trong đó nó có cỏ, mình lan lợm nữa, người ta không có chạy, không có người, mình hay trời mớt mình bắn trời tối. Mình đang có ý tưởng là thuê cái sân banh đó, thì cái sân banh thông thường nó thuê là một tiếng là 150 hay 200 gì đó, thì trong một tiếng đó là mình chơi bắn súng đã luôn, mình đem mấy cái thùng
cắt tông vô trong đó, mở ra dựng lên nó hộp hộp cục 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 đó. Cái chơi hai đội bắn bắn nhau rất là vui. Nhờ các bạn lưu ý là chơi cái súng này, cái viên đạn này nó rất là mềm nè, nó bằng xốp nha, đó nó bằng xốp nè, để được. Và cái đầu đây nè, nó bằng nhựa mềm, nó hơi cứng một tí nhưng mà nó bằng chỗ đây nó mềm. Nói chung là khi bắn mình vừa đích cho bắn không sao. À, lưu ý khi nhưng mình các chơi bạn đừng có bắn vô chỗ mắt chèo mà. À, lưu ý là không bắn vô mắt. Thì khi cho bắn súng thì chúng ta nên trang bị mỗi người một cái đôi kính trong trong suốt, đeo một đôi kính kính trong suốt để lỡ có bắn vô trong mắt thì không có sao ha. Nếu mà lỡ trúng vô mặt thì không không sao, không ảnh hưởng gì hết, nó không có đau lắm. Nếu ở xa bắn không đau lắm. Thật sự là khi mà mình đứng gần nhau thì mình bắn nó hơi hơi đau thôi, còn khi chúng ta đứng xa thì nó bay giống như là gãy ngứa đã thôi. Nhưng mà khi dù sao chúng ta chơi chúng ta cũng phải đeo cái kính bảo hộ vô để bảo vệ mắt mình nha. Rồi cái thức thì chúng ta sẽ lấy đạn và chúng ta bắn. Để ba bắn trước một viên cái con nè, ba sẽ bắn hình mẹ nè. Ba thùng. Ủa sao bắn mẹ mà trúng ba vậy? Ba bắn hình con của ba rồi. Cái súng này nó rất là mạnh, lấy đạn chưa có lấy đạn. Đó là khẩu hammer shot nha. Con này là khẩu long em. Cái mạnh chứ. Con thả tay nha. Đúng rồi. Thả lên con bắn. Con bắn ai? Con sĩ. Con mẹ. Con mẹ đúng không? Dạ. Nếu con bắn thục là con sẽ bắn ba. Dạ, con bắn mẹ đúng không? Dạ. Bắn ai? Con sẽ bắn ba. Ba ở trường. Ba sẽ bắn con. Chuẩn bị nha. Vô ba bắn trước nè. Bắt. Trúng chưa? Trúng ba chứ con. Trúng rồi. Bây giờ nè. Con sẽ bắn ngay đầu. Ý, chưa có đạn. Đây lại, trúng đạn cuối rồi. Thằng nã, bắn trúng bé chưa? Nào không? Dạ, bây giờ cho ông cái dao kỹ. Con trúng chỗ nào? Ừ? Con trúng chỗ nào? À, đâu có biết. Ồ, hồi nãy, bỏ ba nhìn thấy mà. Con, giơ tay lên. Không dơ là ba bắn này, dơ lại đây. Dơ lên. Dơ lên. Đưa cái mông mà. Đưa cái mông đây. Đưa cái mông. Mommy, mommy, dọn đi bắn mông đó nè. Chết, chết. Lên trúng cái mày gì đâu, trúng cái mông. Ok, qua đây chào các bạn đi ngủ nè. Cho con bắn ra sao? Con bắn đi, mình tắt máy mình. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta được xem hai khẩu là long em với lại hammer shot nha. Đây là khẩu long em, đây là súng dài nha. Đó, còn cái này là hammer shot, là súng ngắn. Đặc biệt hai cây đây nó chỉ có một cái ống ngắm thôi, thì thay phiên nhau đấu qua đấu lại thay cái ống ngắm. Rồi như vậy là các bạn đã chiêm ngưỡng được hai khẩu long em và hammer shot. Ok, bắn rất là đã nha. Thì ngày mai mình sẽ quay test cái khoảng cách bắn được cái súng đây là nó là bao xa nha. Rồi kênh video của mình đã sắp kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi kênh video của mình nhé. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi những video clip hay của hai cha con mình nha. Ok, mình là Ken. Còn mình là Tina. Ok, bye bye. Bye bye.